Chào mừng các em đã quay trở lại với audio học văn chị Hiên. Ngày hôm nay, hãy cùng với chị đi tìm hiểu về nhân vật bà cụ Tứ. Bà cụ Tứ xuất hiện trong những trang viết của Kim Lân với hình ảnh của một người mẹ già đang ở độ tuổi gần đất xa trời. Bà đã trải qua một quãng đời dài dằng dặc, tính đếm bằng lo toan, buồn tủi, đói khổ khi lần lượt chứng kiến chồng chết, con chết vì nạn đói. Vì gia cảnh túng bấn, lại là dân ngụ cư, nên chàng, đứa con trai khờ khạo của bà vẫn chưa lấy được vợ, thậm chí có nguy cơ ế vợ. Vậy mà, trong to đoạn đói quay đói quắt, bà cụ Tứ lại được nhà văn đặt vào một tình huống oái oăm, một nghịch cảnh không biết nên cười hay nên khóc. Đấy là việc đứa con trai bỗng dưng lấy được vợ giữa những ngày đói kém, mà lấy vợ hoàn toàn ngẫu nhiên như nhặt được. Tạo nên tình huống bi hài kịch ấy, ngòi bút nhà văn Kim Lân có điều kiện đi sâu vào đời sống nội tâm, diễn biến tâm lý trong lòng người mẹ nghèo khổ trước sự kiện nhặt vợ đầy bất ngờ kia. Tâm lý bà cụ Tứ có sự xáo động mạnh, diễn biến phức tạp hơn cả khi con trai lấy vợ giữa nghịch cảnh đen tối. Đi vào diễn tả những diễn biến tâm lý phức tạp của bà cụ Tứ, nhà văn Kim Lân đã giúp người đọc thấy được vẻ đẹp của đức hy sinh, lòng vị tha, nhân hậu trong tâm hồn nhân vật. Quá trình tâm lý của bà cụ Tứ diễn ra trong nhiều trạng thái khác nhau, vui buồn lẫn lộn nhưng hết sức phù hợp với logic đời sống bên trong con người. Diễn biến tâm lý nhân vật của bà cụ Tứ khi về đến nhà. Biểu hiện đầu tiên của bà cụ Tứ là thái độ ngạc nhiên, không hiểu được sự kiện con trai mình lấy vợ. Không ngạc nhiên sao được khi bà biết rõ số phận hẩm hiu của đứa con. Nghèo khổ, xấu xí, ngờ nghệch, lại là dân ngụ cư, chàng hầu như không có hy vọng lấy được vợ. Vậy mà, giữa to đoạn đói kém, chàng lại dẫn người vợ nhặt về nhà vì theo lời chàng thì chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau. Để diễn tả cảm xúc của bà cụ Tứ, nhà văn đã dùng hàng loạt câu hỏi ngắn, nối tiếp nhau dồn dập trong đầu óc già nua để biểu thị trạng thái ngạc nhiên cao độ khi bà mới về đến nhà. Quái lạ, sao có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại cho mình bằng u? Không phải cái đục mà, ai thế nhỉ? Trước một hiện tượng không bình thường xảy ra trước mắt mình, phản ứng tâm lý của bà cụ Tứ là hoàn toàn hợp lý. Dựng vợ, gả chồng là chuyện quan trọng trong đời người, gây dựng gia đình cho con là nỗi bận tâm của hết thảy các bà mẹ trên đời. Bởi thế, nó cần được suy tính, xem xét kỹ lưỡng. Thế mà đùng một cái, vừa bước chân về nhà, bà đã nghe một cô gái xa lạ gọi mình bằng u. Thái độ băn khoăn, ngơ ngác, không hiểu gì của bà cụ Tứ là thái độ hết sức tự nhiên, hợp lý. Từ sự ngạc nhiên, sau khi hiểu ra cơ sự, tâm lý bà cụ Tứ xuất hiện nhiều trạng thái, xúc cảm khác nhau. Vừa mừng, vừa tủi, vừa thương lại vừa lo âu cho con. Giờ thì bà lão hiểu rồi, lòng người mẹ nghèo khổ ấy hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự vừa ai oán, vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Bà lão cúi đầu nín lặng. Kim Lân dùng hai chữ cúi đầu mang đến cho người đọc một cảm nhận xót xa. Đằng sau cái cúi đầu ấy có gì đó vừa uất nghẹn, vừa xót xa, vừa cay đắng. Lòng người mẹ đã cảm ấy bỗng thấy xót xa, tủi thân, tủi phận. Bà buồn vì tự thấy mình chưa làm tròn bổn phận của người mẹ, buồn vì đến một đám cưới nhỏ cũng không lo được cho thằng con trai của mình. Bởi cuộc đời của một người mẹ không chỉ sinh con ra, nuôi con lớn lên mà còn có trách nhiệm gây dựng gia đình cho con, chăm lo cháu chắt, còn bà chỉ có hai bàn tay trắng. Chao ôi, người ta dựng vừa gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái nở mặt sau này, còn mình thì... Nhà văn đã bỏ lửng suy nghĩ của bà bằng ba dấu chấm. Ba dấu chấm như là những nốt lặng trong tâm hồn người mẹ, mà ở đó sự tủi thân tủi phận dâng trào hơn bao giờ hết. Đám cưới của con trai, không lo được những lễ nghi tối thiểu, ta biết đến cảnh đám cưới trong truyện ngắn của Nam Cao, trước cách mạng, dẫu buồn như cảnh đám tang, vẫn có sự hiện diện của hình ảnh quả cau, miếng trầu. Còn sự kiện chàng lấy vợ, chỉ được đánh dấu bằng hai hào dầu thắp tối, nỗi ít ỏi và hờn tủi như chính thân phận con người. Thế rồi bà khóc, người mẹ thương con không được như người khác, không bằng người khác. Giọt nước mắt ở đây là giọt nước mắt bất lực của người mẹ nghèo, tủi thân vì biết mình chưa làm tròn bổn phận với con cái. Phải có một sự nhập thân, thấu hiểu lạ lùng, nhà văn Kim Lân mới có thể nhìn ra và đồng cảm với nỗi đau của người mẹ. Dòng nước mắt rỉ xuống từ kẽ mắt kèm nhèm của bà cụ Tứ gây một sự xúc động lớn ở người đọc. Nước mắt ở đây là nước mắt người mẹ già đã đi qua bao năm tháng đắng cay, tủi cực. Tuổi già hạt lệ như xương, nên dòng lệ không chứa chan mà rỉ xuống. Đó là lệ hiếm hoi của người già lúc cuối đời khi nước mắt đã chảy ngược vào trong. Thương con bao nhiêu, bà cụ Tứ lại càng thương nàng dâu mới bấy nhiêu. Bà cảm giác như không phải với con dâu khi không lo nổi dăm ba mâm cơm báo với làng xóm.
bà thừa hiểu rằng người vợ nhặt theo không con trai bà xuất phát trước hết từ ý định tìm kiếm một chỗ nương thân và miếng ăn trong ngày đói kém. Ở cương vị một người mẹ, bà hoàn toàn có thể không chấp nhận người con dâu mới, bởi chắc gì hai mẹ con bà đã vượt qua thời kỳ đói khổ, chắc gì trong tương lai, hai mẹ con bà không trở thành những xác chết nằm chồng queo bên vệ đường mà còn đèo bỏng thêm một miệng ăn, nuôi nổi thân mình lúc thóc cao gạo kém đã khó, huống chi nuôi thêm một người chỉ đẩy cái đói, cái chết đến với mình nhanh hơn. Vậy mà, người mẹ nghèo vẫn đón nhận cô con dâu bằng tình thương yêu, lòng thông cảm. Hành động đón nhận nàng dâu mới của bà cụ Tứ, xét cho đến cùng là việc san sẻ sự sống, san sẻ sự tồn tại với những người cùng khổ như mình. Chỉ một câu nói giản dị, ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, ù cũng mừng lòng, đã cho ta thấy vẻ đẹp tấm lòng người mẹ nhân hậu, bao dung. Hai chữ mừng lòng chứ không phải vui lòng, thể hiện sự vị tha, nhân ái của bà cụ Tứ. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, không khí chết chóc ở những nhà có người chết làm thức dậy nỗi lo âu trong lòng người mẹ. Năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá. Và dường như không kìm nén được nỗi lòng mình, nước mắt vỡ òa ra trên gương mặt buồn tủi của bà cụ. Bà lão nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt chảy ròng ròng. Tiếng khóc lúc này không còn là sự kìm nén mà còn là sự giãi bày. Bà khóc để sẻ chia lòng mình, để tìm được sự thông cảm từ các con. Nhưng thật đặc biệt là lúc này anh chàng đã đi ra ngoài, chỉ còn lại không gian riêng giữa bà Tứ và nàng dâu. Điều này đã cho thấy bà Tứ không chỉ thương con trai, thương bản thân mình mà còn thương người đàn bà xa lạ. Lời nói giản dị, chân chất của một người mẹ hiền cũng là minh chứng cho sự bằng lòng của bà dành cho hôn sự của con. Bà nhìn cô con dâu bằng tất cả sự thót thương, chứ không hề coi thường. Tấm lòng nhân ái bao la và cao thượng đó của mẹ thật đáng quý biết bao. Tuy nhiên, vượt lên trên những buồn tủi, lo âu, người mẹ nghèo vẫn chan chứa niềm vui, hy vọng, và bà lấy chính niềm vui, hy vọng đó để nhen nhóm trong tâm hồn hai đứa con khao khát tương lai, khao khát hướng về ánh sáng. Bà thủ thỉ nói với vợ chồng chàng những lời lẽ hàm chứa triết lý dân gian sâu xa, lạc quan. Nhà ta thì nghèo, con ạ, vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn, rồi may ra ông giời cho khá. Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời, có ra rồi thì con cháu chúng mày về sau. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời, trong tình cảm của người mẹ, sự yêu thương và vui mừng lại đi kèm nỗi lo lắng. Làm sao không lo cho được khi mà nạn đói đang diễn ra, cái chết đang cận kề. Đời bà thì đã già, có chết cũng chẳng tiếc nuối gì, nhưng còn các con dù sao thì cuộc đời vẫn còn dài, nhưng liệu chúng có nuôi nổi nhau qua cơn đói này không? Rồi bà nghĩ về cuộc đời dài dằng dặc của bà, ông lão, cô con gái út, bóng tối như trùm lên hai con mắt của bà. Bà nghĩ liệu cuộc đời con bà có khấm khá hơn cha mẹ nó hay không? Bằng tấm lòng nhân đạo, bao dung của mình, nhà văn không cho phép nhân vật của mình tuyệt vọng. Người mẹ là chỗ dựa tinh thần cho người con. Bà cụ Tứ không giúp gì được cho đôi vợ chồng son về vật chất, nhưng bà là chỗ dựa tinh thần cho các con. Tục ngữ Việt Nam có câu, người sống đống vàng, còn Kim Lân khi viết chuyện ngắn này đã nung nấu. Khi viết về con người năm đói, người ta thường viết về con người chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi muốn viết về con người không nghĩ đến cái chết, mà chỉ nghĩ đến cái sống. Đã sống thì phải sống cho ra cuộc sống con người. Có lẽ vì vậy mà Kim Lân đã để bà cụ Tứ thổi sức sống vào các con bằng triết lý dân gian. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Triết lý ấy cũng là kinh nghiệm sống của bà, sự từng trải của một người mẹ đã kinh qua bao khó nhọc trong đời. Chính triết lý ấy đã làm bừng lên sức sống, bừng lên tia hy vọng và làm ấm lòng đôi vợ chồng son. Đó cũng là lời động viên chí tình, chí nghĩa mà bà muốn nhen lên trong lòng con sức mạnh vượt qua nạn đói.